Để mình sẽ gà tiếp tục gà đây. Mở nó ra. Chúng ta số cái cây này vô nha mọi người. Rồi. Rồi chúng ta sẽ móc vô cái cây này. Này. Như vậy là hoàn thành một cái bẫy rồi nha mọi người. Mình cứ tưởng tượng đi ha. Ví dụ đây là con chuột đi. Chuột bạch đi ha. Sẽ kiếm ăn nha mọi người. Buổi tối nó sẽ đi kiếm, nó thấy cái mùi mồi mình bỏ trong này, nó sẽ đi đi đi. Nếu nó vô đây này, thường thường là con chuột nó sẽ kéo mồi đi nha, chứ nó không có đẩy vô trong, nó sẽ đi này đấy. Và con chuột sẽ mắc kẹt ở đây, tại vì cái dây cao su này mình làm rất là chắc nha mọi người, con chuột chắc không có thể nào mà mở ra được nữa đâu.